Tập 6. Sao rồi? Nghĩ kỹ chưa? Không. Tôi không thể làm chuyện như thế. Hán Giang là tội danh gì? Cô biết chứ? Nếu cô muốn cứu cha cô thì chỉ có hợp tác cùng quân thống chúng tôi mà thôi. Vì chỉ có chúng tôi mới có năng lực giữ được mạng của cha cô. Nhưng mà Châu Tĩnh Ba là người bạn đối xử với tôi rất tốt. Cô ấy tin tưởng tôi như vậy, sao tôi có thể... Cá và tai gấu đâu thể có được cả hai. Cha quan trọng hay bạn bè quan trọng, cô nên cân nhắc. Tôi không biết. Tôi muốn cứu cha tôi, nhưng mà tôi cũng không thể bán đứng người bạn thân nhất của mình. Tôi không làm được. Tôi thật sự không làm được. Cô phải tin tưởng bản thân. Cô chắc chắn sẽ làm được. Có phải tôi không còn sự lựa chọn nào không? Sao rồi? Lấy được rồi. Tất cả cơ cấu chỉ huy các cấp của quốc quân đóng ở Trường Sa và công trình dân dụng quan trọng đều ghi ở đây, trên bản đồ này. Tốt quá rồi. Tốt quá rồi. Cô định cảm ơn tôi như thế nào đây? Anh muốn cảm ơn như thế nào? Được rồi, nói chuyện chính đi. Ngồi. Trưởng phòng Mono gọi điện tới. Nhiệm vụ hàng đầu của anh là phải làm rõ trung đoàn 189 ở vị trí nào. Đây là điểm đột phá của chúng ta. Vị trí tác chiến là cơ mật quân sự tối cao. Chuyện này tôi không làm được. Không được. Phải nghĩ cách làm cho được. Nếu không, không còn kịp. Xem cô sốt ruột chưa kìa. Yên tâm đi. Chuyện này tôi sẽ nghĩ cách lấy được kế hoạch. À phải, cô vẫn chưa nói cho tôi biết cô làm sao lừa được đám người Châu Tĩnh Ba. Không phải họ muốn tìm con gái của lão la đầu à? Đồng thời còn muốn tìm người phụ nữ mặc sườn xám. Tôi liền kết hợp hai người họ làm một. Cô đúng là thông minh. Tôi còn cho rằng cô sẽ thật sự ra tay với Châu Tĩnh Ba. Lần này tôi đúng là muốn xử lý cô ta. Nhưng mà cô ta mạng lớn, thoát được kiếp này. Cũng may tôi có chuẩn bị. Lần này nếu cô ta thoát được, thế thì tạm thời giữ cô ta lại vẫn còn tác dụng. Cô cũng đừng quá tự tin. Tuy Châu Tĩnh Ba trẻ tuổi không có kinh nghiệm dễ đối phó, nhưng mà Hạ Chí Cương sau lưng cô ta là người không đơn giản. Theo tôi biết, quan hệ của cậu ta và đảng Cộng sản cực kỳ mật thiết. Tới giờ tôi vẫn chưa rõ rốt cuộc thân phận của cậu ta là gì. Tôi biết rồi. Tôi sẽ cẩn thận. Anh cũng phải cẩn thận. Cẩn thận bên quân thống. Đừng nhắc nữa. Người của quân thống như ma vậy. Cả ngày như âm hồn bất tán, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi sắp phiền chết. Thế phải làm sao? Cứ như vậy không phải là cách. Có cách gì tôi lại muốn một phát bắn chết ông ta. Nhưng mà không được. Họ còn phái người tới. Sao không lợi dụng một mồi câu giả để chuyển sự chú ý của quân thống? Đây đúng là một cách hay. Mồi nhử gì?
Tôi đang có một cách. Châu Tỉnh Ba à? Ê cô, như vậy sẽ không có sự cố gì chứ? Không đâu. Nhưng mà anh phải nhớ kỹ, phải bỏ vào thức ăn trước nửa đêm, nếu không sẽ biến chất. Dạ. Hay, hay lắm. Đặng tiểu thư hát hay quá đi. Đặng tiểu thư hát hay quá đi. Quá đẹp. Quả thật là quá đẹp. Ông là đang nói tôi hay là nói qua? Đương nhiên là nói Đặng tiểu thư rồi. Cô xem, hoa từ trước mắt cô cũng ủ ê mất sắc. Nói thật, Gia Văn tiểu thư, cô đúng là một mỹ nhân. Không trang điểm đã rất đẹp, trang điểm vào càng lộng lẫy hơn. Quả là kinh diễm bốn phương. Sở trưởng Phan, thời thế loạn lạc, ông còn lòng dạ dỗ tôi sao? Sở trưởng Phan, ông đúng là tinh lực dồi dào. Không, sự chú ý của tôi vĩnh viễn ở chỗ Đặng tiểu thư. Nhưng mà tối nay hình như tôi nhìn thấy một người quen. Vậy thì để tôi tránh đi trước. Ông bận chuyện lớn của ông đi. Không cần, không có chuyện lớn gì. Vệ binh. Nào, hai chúng ta nhảy một điệu đi. Hoa hồng có gai, tôi có độc, ông không sợ sao? Vì thuốc độc là cô, tôi chết cũng đáng. Choo-choo.
Gia Văn tiểu thư, xe đã chở cửa từ lâu. Hôm nay cô không thể từ chối tôi đâu. Sở trưởng Phan, Gia Văn tiểu thư đã chờ ông rất lâu rồi. Thật sao? Ông đừng vội mà. Cô gái xinh đẹp như Gia Văn tiểu thư, người đàn ông nào có thể không vội được? Đúng. Đợi kết thúc rồi nói. Gia Văn tiểu thư, hay là ở cạnh sở trưởng Phan đi. Báo cáo. Cái gì? Biết chọn lúc vậy? Không biết tối nay tôi đang có chuyện lớn à? Tôi đã nói với anh ta chuyện của anh rất quan trọng, nhưng mà họ vẫn muốn cố chấp. Được rồi, cậu ra ngoài trước đi. Tôi sẽ tới ngay. Dạ. Sở trưởng Phan, hôm nay là ông bận đó nha. Được rồi, là lỗi của tôi. Đều tại tôi. Ngày mai tôi phái người mua một món quà tặng cho cô, coi như là bồi thường, có được không? Nào, mỹ nhân của tôi, hôm nay tôi có việc, tôi phải đi trước. Đi. Sở trưởng Phan đi cẩn thận. Gia Văn à, vừa nãy tôi cũng vì bất đắc dĩ mà thôi. Tôi biết ông đối phó với những người này không dễ dàng gì. Vẫn là Gia Văn thấu tình đạt lý. Biết thì tốt rồi. Tiểu thư à, cô sao thế? Không sao. Tiểu thư à, đừng ngã. Ông thích tôi sao? Không, tôi chỉ sợ cô ngã thôi. Tôi muốn đi vệ sinh. Ông cũng đi theo sao? Thế cô tự nhiên nha. Cẩn thận một chút. Cẩn thận đó. Dừng. Tiểu thư, cẩn thận. Cô uống say rồi, đừng uống nữa. Không, tôi không có say. Cậu làm gì vậy? Tôi, cô đừng uống nữa mà. Chúng ta cùng uống rượu đi. Chúng ta cùng uống rượu đi. Tiểu thư à, cô đừng uống nữa. Thật là tốt. Cậu thích tôi đúng không? Thích. Đặng tiểu thư, cô hát hay quá đi. Tôi kính cô một ly. Ông khách sáo rồi, ông chủ Khang. Nào, mời. Các vị tiên sinh, các vị tiểu thư, hôm nay cảm ơn mọi người đã tới ủng hộ. Tôi kính mọi người một ly. Được, cạn ly. Cạn. Được rồi, đừng có rên nữa. Chút chuyện nhỏ như vậy đã dọa ông ra như vậy rồi. Không phải chuyện đã qua rồi sao? Không phải bà không biết. Đó là chuyện chém đầu đấy. Tôi vừa nhắm mắt lại thì ông chủ Dương đã chập chờn trước mắt tôi. Tôi sợ tôi không thể nào sống tiếp được. Được rồi, tôi bảo Thuận Tử mời thầy Pháp rồi, đuổi ta đi là không sao. Ông coi đi, thầy Pháp tới rồi. Mau lên, mau lên. Là Tỉnh Ba sao? Di Nương à, sao dì lại ở đây? Tỉnh Ba à, mau vào đi. Di Nương của cháu cũng vừa tới. Phải. Chú hai của cháu bị dọa sợ, dì tới thăm ông ấy. Mau vào trong. Cháu tới rồi à, mau ngồi đi. Chú hai à, chú đã khỏe hơn chưa? Đã đỡ hơn nhiều.
toát mồ hôi rồi. Tôi có hơi đói. Bà bảo họ làm chút cháo cho tôi ăn đi. Tôi đi đây. Tỉnh ba, cháu ngồi đi. Tỉnh ba, cháu tìm chú là có chuyện gì? Chú hai, vẫn là chuyện giao thuốc. Lần trước xảy ra sự cố, nhưng mà thuốc vẫn phải giao. Tân tứ quân cần dùng gấp lô thuốc này. Thầy Hạ nói muốn đội La Mã nhà chúng ta đi giao thêm một chuyến. Tỉnh ba, lần này cháu phải nghe lời của chú. Chúng ta không thể dính vào chuyện này nữa. Đặc biệt là thầy Hạ đó của cháu. Cháu qua lại với cậu ta không có chuyện gì tốt đâu. Làm không tốt còn hủy cả Châu gia nhà chúng ta. Chú hai à, thầy Hạ cũng vì kháng Nhật. Kháng Nhật cứu nước, ai cũng phải có trách nhiệm. Kháng Nhật là chuyện của chính phủ. Người dân chúng ta quyên tiền, nộp thuế cũng chính là kháng Nhật rồi. Bảo người dân làm nữa thì những binh lính đó làm cái gì? Chú hai à, chú nói như vậy là không đúng. Nếu ai cũng nghĩ như chú thì còn ai đánh trận? Những chiến sĩ đó ai không phải là con cái của nhà dân thường chứ, đúng không? Được rồi, nói lý chú không nói lại cháu. Tóm lại đội La Mã nhà chúng ta không thể đi. Kháng Nhật ai thích thì cứ đi đi. Không được. Chú hai à, chú đã hứa với cháu ủng hộ cháu rồi. Chú đồng ý ủng hộ kháng Nhật, nhưng mà chú không đồng ý cháu hủy cả Châu gia nhà chúng ta. Chú hai à, chú không thể như vậy được. Không được. Tiểu thư à, đây là di chúc lão gia để lại cho cô. Có nó rồi, nhị lão gia sẽ không dám không nghe theo cô. Cha tôi có di chúc, sao em không đưa cho tôi sớm? Cô vừa xem, em vừa nói. Tiểu thư tới rồi. Châu tiểu thư, cô xem, tôi hôm qua vẫn còn ổn, nhưng mà hôm nay sáng ra khắp người liền không khỏe. Cô xem, khắp người nổi ban đỏ. Châu tiểu thư, ai cũng nói Châu gia nhà cô y thuật cao minh, mau khám cho tôi đi. Tối qua ông đang ăn cái gì? Không có ăn cái gì, chỉ là hôm qua ở hợp đêm chính dương cung, chơi tới nửa đêm, uống khá nhiều rượu. Ông đang sốt, đúng không? Nhìn ban đỏ trên người của ông, có thể là trong thức ăn có độc, hoặc là do dị ứng. Đừng sốt ruột, làm xét nghiệm trước. Tôi cũng khó chịu. Tiểu thư à, tôi cũng rất khó chịu. Bất chấp khó chịu, trong lòng buồn bực. Sao vậy? Ngực của tôi khó chịu. Ngực khó chịu. Tôi cũng không nói rõ được. Rất khó chịu. Đau ở đây, chính là ở chỗ này. Tiên sinh, hình như ông ấy không ổn rồi. Chết rồi. Hoa tử, mau tìm mấy người nâng người bệnh qua bên này. Mau lên. Mau, Châu tiểu thư, tôi biết người này. Tối qua ông ta cũng ở hợp đêm chính dương cung. Ông chắc chắn, tôi chắc chắn. Ông ấy uống nhiều rượu, say bí tỉ, còn đụng vào tôi. Tôi cũng ở chính dương cung. Châu tiểu thư, có phải tôi trúng độc không? Cứu tôi với, tôi không muốn chết. Ông đừng sốt ruột, lát nữa lấy máu xét nghiệm trước. Đừng sốt ruột, đừng căng thẳng. Trung đoàn trưởng Ngô, sao anh lại tới? Châu tiểu thư, là như vậy. Gần đây tôi cảm thấy không khỏe, tôi muốn tìm cô kiểm tra. Trung đoàn trưởng Ngô, hôm qua ông cũng tới chính dương cung mà. Chính dương cung? Không có. Châu tiểu thư, mấy người này làm sao vậy? Cũng không biết là có chuyện gì. Hôm nay đột nhiên tới rất nhiều người, tình trạng đều phát sốt, trên ngực còn có ban đỏ. Hơn nữa, mấy người này hôm qua đều tới chính dương cung. Em đi làm trước. Tôi vẫn chưa kiểm tra cụ thể. Vừa nãy đã có một người mất rồi. Châu tiểu thư, có phải có người hạ độc ở chính dương cung không? Không được, chuyện này phải lập tức thông báo cho sở cảnh sát để họ tiến hành điều tra. Bác sĩ, cứu giới, ông ấy sắp chết rồi. Chuyện như vậy, chậm một chút, có chuyện gì?
Hạnh Nhi, mau mang thuốc tới. Dạ. Tránh ra. Tiểu thư, đây. Được rồi. Nước thuốc. Dạ. Tránh ra. Chậm thôi. Châu tiểu thư, cô đúng là tài giỏi. Đúng, nước thuốc này có thể giải độc à? Cô cho tôi một chút đi. Đúng, cũng cho tôi nữa. Chỉ có thể tạm thời khống chế bệnh tình. Từ tình trạng bệnh, tôi nghi ngờ mọi người đã bị nhiễm loại mầm độc nào đó. Mầm độc, mong mọi người phối hợp lấy máu làm xét nghiệm. Dân, khoa tử, mau tới sảnh sau quan sát. Dân. Thuận tử, nâng xác lên lầu trên. Mọi người tới đây, mau lên. Cô muốn làm gì? Tôi phải kiểm tra nguyên nhân gây bệnh cho thật kỹ. Làm bậy. Có phải cháu muốn làm chú tức chết không? Chú hai, dừng lại. Cháu đang cứu người. Không cần nói nữa. Nâng xác ra ngoài cho chú. Người nhà người chết sẽ không đồng ý đâu. Đại tẩu, xin lỗi. Tôi cần lấy mẫu máu trong người chồng chị. Như thế mới có thể kiểm tra ra nguyên nhân, tìm được cách trị liệu. Nếu chị không đồng ý, có thể sẽ càng có nhiều người chết hơn. Được rồi, mấy cô làm mau đi. Cảm ơn. Nâng lên. Cẩn thận, chậm thôi. Chúng ta cũng lên đi. Xem ra, Châu Tĩnh Ba này đúng là có bản lĩnh. Người bệnh đó tôi tận mắt nhìn thấy, vốn dĩ đã sùi bọt mép, sắp đi đời. Nhưng mà không ngờ cô ta cho hắn một liều thảo dược, vừa uống một chút thuốc màu đỏ thì bệnh nhân lập tức liền không nôn mửa nữa. Cô nói coi có phải thần không? Mục đích của cuộc chiến di khuẩn chính là muốn tạo sự khủng hoảng trong thành Trường Sa. Một tiệm thuốc Châu gia lại có thể hủy toàn bộ kế hoạch của chúng ta, tuyệt đối không được. Thế cô có cách nghĩ gì? Người bệnh tiệm thuốc Châu gia chẩn bệnh hiện giờ xếp hàng tới cả phố. Theo tôi thấy, dựa vào quy danh của tiệm thuốc Châu gia với cả khả năng của Châu Tĩnh Ba này, muốn không cho bệnh nhân đi khám là không thể nào. Anh nhắc nhở tôi rồi. Thế thì chúng ta phải nghĩ cách để bệnh nhân không sao tới được tiệm thuốc Châu gia. Trừ phi cô trói chân toàn bộ họ lại. Anh nghĩ xem, nếu những người này mắc phải bệnh truyền nhiễm không rõ, hơn nữa lan tràn như dịch bệnh, thế lãnh đạo có phải nên thực hiện chút biện pháp gì đó không? Tôi biết nên làm gì rồi. Hạnh Nhi, qua đây. Làm gì vậy? Bẩm bà hai, tôi nấu canh hạt sen cho tiểu thư. Cũng giỏi thật. Tiểu thư vừa về thật sự khác biệt, chân tay nhanh nhạy hơn. Lúc trước sao không thấy cô để tâm tới tôi như vậy? Bà hai nghĩ nhiều rồi. Không có chuyện gì, tôi đưa canh cho tiểu thư trước. Đứng lại, tôi vẫn chưa nói xong. Bà hai có gì căn dặn? Thời gian tiểu thư từ Vũ Hán về không có chút phong thái đại gia khuê nữ. Rốt cuộc nó đang làm gì? Tôi chỉ là một nha hoàn, làm sao mà tôi biết? Bà hai nếu muốn hỏi thì hỏi thẳng tiểu thư đi. Cô có thái độ gì vậy? Cô đừng quên, tôi mới là nữ chủ nhân của căn nhà này. Đi, bưng canh hạt sen tới phòng tôi. Canh hạt sen này tôi nấu cho tiểu thư. Nếu bà hai muốn ăn, để lát nữa tôi nấu thêm rồi đưa qua phòng bà.
Nhưng mà thứ đồ bổ này rất nóng. Tôi khuyên bà ít ăn thì tốt hơn. Con nha đầu chết tiệt, cô học được tranh cãi rồi đúng không? Tôi thấy gan cô to hơn rồi. Đừng cho rằng tiểu thư trở về thì có người chống lưng. Hôm nay xem tôi dạy dỗ cô như thế nào. Cô chờ đấy. Bà hai, bà đừng đánh người lung tung, tôi đánh chết cô. Nếu bà còn làm bậy nữa, tôi sẽ nói chuyện của bà và nhị lão gia cho tiểu thư biết. Cô làm gì thế? Con nha đầu như cô mà dám, xem tôi đánh cô như thế nào. Làm gì vậy nhị lão gia? Không phải con trêu chọc bà hai trước. Tiểu thư còn chờ cô mang canh hạt sen vào. Tôi đang dạy dỗ con nha đầu này, nó quá tệ rồi. Cô đi đi. Vậy con đi trước. Đúng là không để cho người ta yên mà. Tôi nói này, lão gia, sao ông lại đứng về phía con nha đầu đó? Tôi nói bà có thôi đi không? Lẽ nào bà không rõ à? Tỉnh ba bảo vệ con nha đầu này, bây giờ bà gây chuyện với nó, có lợi gì cho chúng ta chứ? Mọi chuyện phải tính kế lâu dài. Thế tôi cũng không thể nhịn một con nha đầu. Ông xem, nó càng lúc càng không coi tôi ra gì. Được rồi, con nha đầu Hạnh Nhi này, sớm muộn gì tôi cũng xử nó. Nhưng mà không phải bây giờ. Nhỏ không nhịn, chắc chắn sẽ đại loạn. Đừng giận nữa. Lần này đánh phải tôi rồi này. Để tôi xem. Đánh đau rồi hả? Có thể không đau sao? Đều cho con nha đầu chết tiệt đó. Để tôi xoa cho ông. Tiểu thư, em nấu canh hạt sen cho cô. Cô mau ăn đi, tôi không đói. Tiểu thư à, cô đang xem gì vậy? Đây là mẫu máu của người chết trúng độc hôm nay. Tiểu thư, đây là sách gì? Sao em xem mà không hiểu? Đó là tiếng Anh. Nếu em có hứng thú, chốc nữa tôi dạy em. Bỏ đi, đều là chữ Ả Rập. Làm sao mà em học được? Tiểu thư à, nhưng lúc còn nóng, cô ăn trước đi, rồi nghỉ ngơi sớm. Mặc kệ anh dùng cách gì, trong vòng 24 tiếng, loan tin virus truyền nhiễm ra khắp thành Trường Sa cho tôi. Nhưng tôi đã hiểu. Ngày mai đầu đề của tất cả tòa soạn đều sẽ khiến cô hài lòng. Cha quan trọng hay bạn bè quan trọng, cô cân nhắc cho rõ. Cô phải tin tưởng bản thân cô. Cô chắc chắn có thể làm được. Tiểu thư, Kiều tiểu thư tới rồi. Y y, cô sao vậy? Vậy em ra ngoài trước. Tỉnh ba à, tôi không thể tiếp tục ở lại Trần gia nữa rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Y y à, cô đừng khóc. Nào, đừng khóc. Ngồi xuống rồi nói. Sao vậy? Tỉnh ba à, từ khi cha tôi xảy ra chuyện, thái độ của chú Trần đối với tôi hoàn toàn thay đổi. Tôi vô tình nghe được ông ấy nói chuyện với anh Hàng Dân.
nói là muốn quỷ hôn ước. Ông ấy nói không thể để con gái Hán Giang trở thành con dâu của nhà họ Trần. Tôi thực sự không biết phải làm sao đối diện với chú Trần và cả anh Hàn Dân và tất cả mọi người trong Trần gia. Y Y à, xảy ra chuyện như vậy, mọi người đều cần một quá trình để tiếp nhận. Có lẽ nhà họ đang tức giận, một thời gian nữa sẽ chấp nhận cô thôi. Không đâu, tôi biết tôi và anh Hàn Dân vĩnh viễn không thể nào rồi. Cha cô là cha cô là cô. Tôi và cô là bạn học nhiều năm như vậy, tôi hiểu cô. Cô là người yêu nước, cô là thanh niên chính nghĩa. Họ sẽ hiểu cho cô thôi. Y Y à, khoảng thời gian gần đây tôi thật sự rất bận. Trong tiệm thuốc có nhiều bệnh nhân như vậy, tôi lại lực bất tòng tâm. Tôi nên ở bên cô mới phải. Cô có ở bên tôi thì có tác dụng gì đâu. Cô cũng không thể cứu cha tôi, cô cũng không thể thay đổi được gì. Thế cô định làm sao? Tôi ở Trường Sa không còn nơi nương tựa, giờ cảm giác như từ trên trời rơi xuống. Dường như phút chốc mọi thứ đều không còn gì cả. Tôi còn có thể làm sao chứ? Đừng nói như vậy. Không phải cô vẫn còn tôi à? Phải. Giờ chỉ có cô ở bên cạnh tôi. Hay là cô dọn tới nhà tôi đi. Nhà tôi nhiều phòng như vậy, cô tới đúng lúc, chúng ta có thể bầu bạn. Được sao? Tôi có thể dọn tới ở à? Sao lại không được? Cô là bạn thân của tôi. Để tôi nói chuyện với Hạnh Nhi. Tỉnh ba à, cảm ơn cô. Cảm ơn cô vào lúc này mà vẫn còn giúp đỡ tôi. Đừng ngốc như vậy. Cô chờ một chút. Chào sở trưởng Phan. Giờ Gia Văn tiểu thư sao rồi? Không ổn lắm. Bác sĩ tới rồi, tiêm rồi, nhưng mà không tìm ra nguyên nhân bệnh. Sao lại như vậy? Không được, giờ cần nhất là phải trị bệnh cho Gia Văn tiểu thư. Bác sĩ bệnh viện công không có khả năng. Thế thì tôi phải tìm... Đúng rồi, tìm người của Châu Gia. Để người Châu Gia tới trị bệnh cho cô ấy. Giờ chuyện quan trọng nhất của cô là chăm sóc tiểu thư thật tốt. Chuyện khác cứ giao cho tôi. Tiểu thư, đây là đồ thêu mới tới. Cô xem đi. Mẫu máu thi thể đã có kết luận. Phát hiện một loại virus trong máu, giống hệt loại virus trong cá chết. Hai chuyện này đã gây ra khủng hoảng trong quần chúng. Xem ra âm mưu của gián điệp Nhật đã bắt đầu thực hiện. Tôi đang gấp rút nghiên cứu một loại kháng thể. Nhưng mà thời gian cấp bách, càng chậm trễ thì càng có nhiều người chết. Trận phong ba này sẽ càng kịch liệt. Kháng thể tôi nghiên cứu sẽ có tác dụng ức chế loại virus này. Chỉ là chưa từng thử nghiệm trên người bệnh nhân. Nếu thử sẽ rất nguy hiểm. Tôi không hiểu về phương diện y học, nhưng thời gian đặc biệt chỉ có thể thử. Chuyện tôi lo lắng nhất vẫn là bước tiếp theo kế hoạch của người Nhật sẽ khiến chúng ta trở tay không kịp. Tôi lập tức thông báo chuyện này cho số 3. Chào khách quan, mời vào trong. Vậy tôi đi trước. Vào xem đi, đây là hàng thư mới.
Y cô tìm tôi à? Cũng không có chuyện gì, tôi chỉ tới xem thử, con có thể giúp gì cho cô không thôi. Tỉnh ba à, cô đang nghiên cứu gì thế? Gần đây có một nhóm bệnh nhân, bệnh của họ rất kỳ lạ. Tôi lấy một số mẫu máu để tra nguyên nhân bệnh. Thế cô cần tôi giúp gì không? Tôi có thể giúp cho cô. Y à, cha cô xảy ra chuyện, tâm trạng của cô cũng không tốt. Bỏ đi, không phải tôi vẫn có Hạnh Nhi à. Tỉnh ba à, cô cứ sắp xếp cho tôi một chút chuyện. Nếu tôi cứ ngây ngốc như vậy thì sẽ điên mất. Gần đây quân Nhật gấp rút oanh tạc, khắp nơi đều có người bị thương. Tôi thấy chuyện xây dựng lại trường cứ trì hoãn mãi không có tin tức. Các bạn học tạm thời tổ chức một đội cứu hộ để giúp những người bị thương đó. Cô là sinh viên giỏi của chúng ta, tới chừng đó cô không thể rảnh rỗi đâu. Chỉ sợ cô bận tới nỗi không kịp thở. Thế được rồi. Tiểu thư à, có ở đó không? Trong tiệm có cảnh sát tới tìm cô. Cùng đi đi. Chào trưởng quan, tôi chính là Châu Tỉnh Ba. Cho hỏi anh tới khám bệnh hay là bốc thuốc? Chào Châu tiểu thư, tôi là đội trưởng đội cảnh sát tuần tra của sở cảnh sát Hà Kim Giang. Sở trưởng Phan mời cô đi khám cho một bệnh nhân. Anh xem, ở đây có nhiều bệnh nhân như vậy đang xếp hàng chờ khám. Tôi không tiện theo anh ra ngoài, như vậy có được không? Đây là Triệu tiểu thư, là bạn học đại học y khoa của tôi. Để cô ấy ra ngoài khám với anh đi. Chuyện này e là không được. Bệnh nhân này rất đặc biệt. Sở trưởng Phan nhấn mạnh, phải mời cô đích thân đi một chuyến. Mọi người nghe cho kỹ, Bộ Tư lệnh Thủ thành có lệnh, thể là bệnh nhân có triệu chứng nôn mửa, sốt, phải cách ly toàn bộ để quan sát. Chúng tôi đã chuẩn bị một chỗ cho mọi người. Ở đó có quân y của bộ đội trị bệnh cho mọi người. Xin mọi người phối hợp. Mấy người làm gì vậy? Mấy người không thể đưa bệnh nhân đi. Đợi đã,